chúc quý khán giả, bà con, cô bác có một cái ngày cuối năm ấm áp bên gia đình. Ở trên cửa khẩu này thì chủ yếu là nhờ có mùa lúa với mùa xài đó. Nhưng mà theo con nhớ làm cách đây 2 năm về trước á, thì mặc dù là nếu mà không có mùa lúa mùa xài nhưng mà người dân giao thương qua lại cũng đi qua đi lại cửa khẩu rất là nhiều. Nên một cái Covid đó, nó cấm. Rồi bây giờ mở lại rồi. Mở lại nhưng mà con thấy nó cũng rất là vắng vẻ là sao ạ? Nó đi coi như bán buôn bán giờ nó ế ẩm quá, thành ra đỡ đi với phần giấy tờ đi qua cửa khẩu rồi khó khăn. Là của Việt Nam ở Campuchia chị? Rồi, Nhật ký 365 mến chào bà con cô bác nha. Hiện tại thì Nhật ký 365 đang có mặt tại huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp và ngay cửa khẩu quốc tế Vinh Bà. Đó là cửa khẩu quốc tế Vinh Bà mà cách đây 3 tháng mình nhóm làm là 4 tháng mình có đến đây mình quay một lần đó. Và cái cảnh hồi lúc đó cách đây 4 tháng thì rất là vắng, nhưng hôm nay là bây giờ là 10 giờ trưa ngày 31 tháng 12 2022, chỉ còn khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ nữa là sẽ bước sang năm mới 2023. Thì mình có dịp quay lại cửa khẩu quốc tế Vinh Bà này để ghi hình và gửi lại cho bà con cô bác một số hình ảnh về hoạt động giao thương và một số người dân mua bán ngay cửa khẩu quốc tế Vinh Bà nó như thế nào. Nhưng qua quan sát mình chạy một vòng thì mình thấy nó rất là vắng các bạn. Mình không nghĩ là một cái cửa khẩu quốc tế nó hoành tráng, nó to như thế này mà lại rất là vắng. Hiện tại thì các bạn thấy gì? Chỉ có những cái người công nhân lao động người ta đang làm thôi. Người ta đang cuốc để trang trí cho vào đón năm mới thôi. Chứ ngoài ra thì cái hoạt động giao thương hình như là không có luôn các bạn. Rất là vắng. Đó. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng với Nhật ký 365 lượn một vòng và sẽ thăm hỏi một số người dân, một số người buôn bán xung quanh khu vực tới Vinh Bà này như thế nào nha. Bà con xem nhớ cho mình xin một like và nhớ chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Rồi xin mời bà con. Rồi đầu tiên thì Nhật ký 365 mời các bạn sẽ lượn một vòng xung quanh cái cửa khẩu tới Vinh Bà. Thì đây là một cái đường quốc lộ 9, bề ngang khoảng 10m các bạn, mỗi bên khoảng hơn 5m. Nó thì mời các bạn sẽ theo mình và sẽ chạy một vòng xem coi nó như thế nào. Thì mình thông tin thêm nhé, đây là con đường chính, đường quốc lộ 9 đi thẳng tới quốc tế Vinh Bà. Các bạn sẽ đi thẳng cùng đường khoảng 300m, các bạn quẹo phải là sẽ vô tới Vinh Bà. Nhưng hiện tại thì các bạn thấy trong cái thời điểm này đó, thì bây giờ là khoảng hơn 10 giờ trưa thôi, thì các bạn thấy là cái việc mà giao thương qua lại giữa hai nước á, về cái giao dịch á, thì các bạn thấy hình như là không có. Nó thì chỉ có một vài công nhân lác đác và một vài chiếc xe chạy trên đường cho các bạn ngắm cho nó đỡ buồn thôi, chứ ngoài ra nó không có gì hết. Thì ở phía trước xa đó thì các bạn thấy đó, thì chỉ có công nhân người ta đang làm lao động để người ta làm cho nó đẹp, nó cho nó đẹp cái đường phố thôi. Họ trồng cây cảnh này kia đủ thứ đó. Còn mình chạy thẳng tới một tí nữa thì ở bên tay phải của mình là cái chợ Vinh Bà và phía bên tay trái của mình là trung tâm mua sắm. Đó thì bây giờ trước tiên mình sẽ vô trung tâm mua sắm trước để mình xem mình khám phá nó như thế nào nha. Đó thì mình mời các bạn theo dõi trung tâm mua sắm và sau đó mình sẽ dẫn các bạn qua chợ xem con chợ Vinh Bà các bà có cái gì đặc biệt nha. Rồi và đây là một trong những trung tâm mua sắm sầm uất khổng lồ nhất ở cửa khẩu quốc tế Vinh Bà đây các bạn. Các bạn nghe nói xong các bạn giật mình liền thấy không? Một cái trung tâm mua sắm khổng lồ, nhưng mà các bạn nhìn sơ qua sơ lại thì chả có bán cái gì hết nha. Đó, chỉ có uống tóc, mì cay, thuốc tây, sữa xe đạp, giá xe đạp, rửa xe thôi, chứ ngoài ra chả có gì. Đó các bạn thấy không, rửa xe nè chả có gì luôn. Tư sơn chạy xa thì các bạn thấy có một cái biệt thự màu trắng đẹp, cái này là của nhà dân nha. Rồi bây giờ mình sẽ chở các bạn lượn một vòng xung quanh cái trung tâm luôn cho các bạn xem nè. Thì đây là cái phía sau của trung tâm mua sắm. Thì ở phía sau các bạn quan sát, các bạn thấy cửa đóng hết chưa? Cửa, tất cả các cửa đều đóng hết. Nó thì nhìn sơ qua cái trung tâm mua sắm này thì chắc khoảng được khoảng 3.000 m², khoảng 3.000 m² đảo lại nha bạn. Nó thì các bạn thấy không? Trời ơi, một cái trung tâm mua sắm khổng lồ của cửa khẩu quốc tế Vinh Bà.
Đó, như vậy là mình đã chạy xong một vòng đó, chả có gì các bạn. Nè, nè, trà sữa nè, như gì đúng không? Trà sữa, mì cay nè, thuốc tây nè, tao có không chả có gì, tạp hóa nè. Rồi đó. Thì các bạn mà muốn có ý định mà đến cửa khẩu tới Vinh Bà tham quan, mà có ý định muốn mua quà cáp, muốn mua những cái đồ lưu niệm gì đó thì các bạn bỏ ý định đó đi nha. Bởi vì đây chả có bán cái gì hết. Đó, rồi bây giờ đối diện mình ở bên kia là chợ Vinh Bà. Thì mình mời các bạn chạy qua bên chợ Vinh Bà xem coi ở bên đó nó có cái gì nha. Coi nó có hơn bên đây không. Chợ Vinh Bà, trời ơi quá lớn các bạn ơi, thấy khủng chưa, lớn hơn cái trung tâm mua sắm ở bển luôn nha các bạn. Đây là chợ Vinh Bà, nằm phía bên tay phải từ lộ vô. Đó là một trong những cái chợ to đùng nhất cửa khẩu tới Vinh Bà đó các bạn. Rồi thì cũng như bên kia mình sẽ chở các bạn đi một vòng xem sao nha. Thì theo quan sát á, từ ngoài vào trong thì các bạn thấy đó, thì cái khu chợ Vinh Bà này thì cái diện tích rất là lớn, có cái mặt sân rất là rộng. Cái này là ít nhất cũng phải 10.000 mét vuông. 10.000 mét vuông là nhỏ luôn các bạn. Đó thì các bạn quan sát có điều đặc biệt ở cái chợ Vinh Bà này, các bạn nhìn thấy chả có gì. Đó, xung quanh cái chợ thì chả có nhà cửa gì hết, toàn là rừng cây không. Còn trong cái chợ thì các bạn thấy thì thôi khỏi nói luôn. Nè bây giờ mình trước mắt thì các bạn nhìn tay trái đi. Đó, ở đây gác nè, không có nhà cửa, chân bên tay phải thì có nhà cửa hàng. Nhưng mà đây là phía sau. Đó, ok, nhà cửa các bạn thấy không? Lèo tèo, nhà cửa gì sụp sệ cấp 4 không? Nó thì có một cái sạp thịt heo thôi các bạn. Đó, thì ở phía trước thì có bán trái cây nè. Thì nhìn quan sát thì cũng có bán cá luôn, cá đồng luôn nè. Đó, cá đồng nè. Đó, bên phía tay phải mình cũng, bà cô cũng có bán cá luôn. Thì mới nãy mình có hỏi thì ở đây cái chợ có biệt danh là chợ Chòm Hổm các bạn. Là một trong những chợ tí hon của những cái vùng biên giới. Thì mình cũng đã chở các bạn xong xung quanh cái chợ đó. Thì bây giờ mình mời các bạn gặp một vài cái hộ dân ở đây, những người buôn bán ở đây, để biết một số thông tin về cái chợ Vinh Bà này nha. Mời quý khán giả ghé thăm một cái sạp bán rau củ của bà Thím và hỏi thăm. Chào cô. Cô cho con hỏi coi cô bán ở đây bao lâu rồi? Bán cũng hoài. Bán hoài là bao lâu, khoảng năm chưa? Năm hả? Con đi con quan sát ở đây thì con thấy ở đây hiện giờ là người dân người ta đi qua lại cửa khẩu ít, đó là nguyên nhân sao vậy cô? Học cấp Covid đó, nó cấm. Cấm. Rồi bây giờ mở lại rồi. Mở lại nhưng mà con thấy nó cũng rất là vắng vẻ, là sao ạ? Nó đi coi như bán buôn bán giờ nó ế ẩm quá, người dân ta ít đi, với phần giấy tờ đi qua cửa khẩu rồi khó khăn quá. Bây giờ đi quay lại là khó khăn phải không? Khó khăn quá, thành ra giấy tờ nó không hợp lệ, nó không đi được. Hồi xưa mà đi giấy chứng minh là được rồi đúng không? Khỏi giấy luôn, còn giờ là nó gắt gao phải không? Giờ nó khó khăn rồi, đi lục xét quá trời rồi, thành ra tao lại buôn bán ế ẩm nữa, thành ra tao cũng không có đi. Hôm nãy chị nói cái trái này trái gì chị? Trái thông trà. Ăn ngon không? Chua. Chua hả? Làm nước đá đâu ăn. Mà cái mùa nhiều quá nó mới ngọt. Mà cái trái này của Việt Nam mình ở Campuchia. Nam mà ở đây là trồng ở khu vực nào chị? Cái này chắc trồng ở miệt dưới. Trồng miệt dưới hả? Ăn vô có vị chua. Chua ngọt. Nước xài. Đây me. Me nói chung. Nói chung là những loại trái cây đây là cũng của Việt Nam mình không chứ phải của Campuchia phải không? Cô Thái luôn hả? Lúc trước mà em, cách đây cũng mấy năm về trước em đi qua đây em thấy đông lắm, mà tại hiện giờ nó quá trời vắng, là chị có thể cho em biết nguyên nhân tại sao không? Dịch đó. Dịch hả? Dịch được bán ấy. Nhưng mà ý em nói là hồi lúc trước mà thấy xe cộ á, xe mà xe tải đi qua lại biên giới rất là nhiều. Mùa xài với mùa lúa mà giờ hết xài hết lúa rồi nó vắng rồi. Nhưng mà hiện giờ nếu mà tới mùa thì nó có đông giống như lúc trước không? Rồi những cái xe nó cũng qua lại bình thường hả? Còn người dân giao thương qua lại thì sao chị? Em thấy đang à, có nghĩa là bây giờ người ta không cho qua. Đây là chỉ tới bến là người ta cho tới bến thôi, chứ người ta không cho qua cửa khẩu. Nhưng mà nhìn chung là em thấy là cái số lượng mà giao dịch giao thương giữa hai nước bây giờ là rất là vắng. Thì cái nguyên nhân chính là chị có thể cho em biết là gì không? Không có gành nữa, chứ bán ở đây giờ đâu có gành ở trên đó đâu. À vậy đó hả? Còn cái chợ này thì em thấy cái chợ này gọi là cái chợ mini nè hả? Chợ mini. Chợ Chòm Hổm luôn. Một cái chợ mà ngay cái cửa khẩu biên giới ở Việt Nam và Campuchia mới có thôi.
Rồi cảm ơn chị nha. Tại vì cái trên cửa khẩu Vĩnh Bà này thì nó có cái mùa lúa với mùa xài, khoảng tháng 10 tháng 11 thì nó rất là nhiều, nhưng mà khi mà nó trong thời gian nó chừng cỡ chừng tháng là hết rồi là bắt đầu ngày thường ta thì vắng. Dạ. Còn ngày thường thì nó bình thường thôi. Ngày thường thì cũng có người ta tới lui mà vắng lắm chứ không có gì. Ở trên cửa khẩu này thì chủ yếu là nhờ có mùa lúa với mùa xài đấy. Nhưng mà theo con nhớ ông làm cách đây 2 năm về trước á, thì mặc dù là nếu mà không có mùa lúa mùa xài nhưng mà người dân giao thương qua lại cũng đi qua đi lại cửa khẩu rất là nhiều. Nhưng mà tại sao hiện giờ con thấy rất là vắng luôn, ít xịu à, lý do là sao? Đúng rồi, bởi vì cái thời gian đó 2 mấy năm trước là mùa dịch. Thành ra không có ai tới lui đó, cái mùa dịch đó. Không có nghĩa là trước mùa dịch nó con thấy rất đông, thì bây giờ sau mùa dịch rồi ta mở cửa rồi mà sao vắng là sao? Hay là hậu quả của việc dịch à? Cái chuyện đó thì mình cũng không có biết được, nhưng mà tại vì mình thấy sao thôi, mình nói vậy thôi. Rồi thì nhật ký 365 đã quay xong, đã ghi hình lại một số hình ảnh quanh khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Bà để cho bà con cô bác cùng xem và biết thông tin thêm về tình hình cửa khẩu quốc tế Vĩnh Bà nhân dịp cuối năm 2022 và còn 10 tiếng đồng hồ nữa thôi là bước sang năm 2023. Thì có mấy điều mà sau khi mình quay xong á, mình hỏi, mình phỏng vấn và mình đi qua một vòng thì nó có mấy ý như thế này. Một là cửa khẩu quốc tế Vĩnh Bà thì bà con biết đó, thì nó chỉ nhộn nhịp vào ngay ngày mùa lúa và mùa xoài. Của xoài thì Campuchia trở qua, mùa lúa thì bên mình trở qua trở lại cũng có, thì mùa đó mới đông thôi. Thì ngay con đường bữa nãy mình quay cho bà con coi đó thì xe tải xe đậu là các bạn thấy là giống như gừng U Minh luôn. Nó nhưng mà bây giờ là không có chiếc nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện tại thì do là hồi xưa là dịch bệnh Covid-19 cho nên cấm qua lại. Thì bây giờ mở cửa lại rồi nhưng mà người dân cũng ít qua lại, do là cái sự khắt khe nghiêm ngặt giữa việc mà kiểm soát qua lại giữa hai nước. Đó thì người dân giao thương qua lại thì giờ cũng rất là ít. Đó thì các bạn nghe một số người dân thông tin thì các bạn cũng nắm rồi đó. À, bên cạnh đó thì cũng có một vài cái lưu ý là khi các bạn đi đến cửa khẩu quốc tế Vĩnh Bà mà các bạn có ý định muốn mua những cái quà cáp lưu niệm về thì mình bỏ ý định đó đi nhé. Bởi vì ở đây chả có gì ngoài những cái đồ văn phòng phẩm, những cái đồ phẩm thiết yếu để bán cho bà con nơi đây thôi. Ngoài ra không có gì. Đó thì video của Nhật ký 365 đến đây xin tạm dừng. Và xin chúc quý khán giả, bà con, cô bác có một cái ngày cuối năm ấm áp bên gia đình. Chúc quý khán giả vạn sự như ý vào năm mới 2023. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.